làm gì giống đá gà vậy? Đá gà gì? Ông đi gì, ông đi đại đi. Ông tìm gì vậy? Đang tìm đường. Đường ngoài kia xe chạy kìa. Đường gì mà tao nói đường là đường trong đây nè. Cái này tìm nước, ông ơi, đường là gì đâu đây? Khó khăn quá. Thôi đi đại đi, mệt ông quá, đi nước cờ. Chơi mà chơi hối, bây giờ là chơi là không có hồi nha. Không hồi hiếp. Chắc nha. Rồi đánh đi. Chắc chưa? Chắc. Xe thịt. Trời ơi, ăn xe tôi hả? Sao? Chắc chưa? Chắc như bắp. Không có thay đổi nha. Làm gì thay? Trời. Chiếu đi rồi, chiếu. Bí rồi kìa, cái tội ham xe. Ăn xe, đi đi. Trời ơi. Cái gì vậy ông? Cái gì vậy? Cái gì mà la sùm mắt mới rồi la thua rồi la hả? Ai kìa? Trời ơi. Đẹp không? Dễ thương không? Bà làm cái gì mà mình chuyển động trời động đất vậy cho bà? Bà ăn mặc gì kỳ vậy? Đi đâu đây? Đi sinh nhật. Đi sinh nhật mà mặc gì như con nít vậy? Hả? Ông thấy tôi giống con nít lắm hả? Trời ơi, mặc đồ gì cái ghê trời. Vậy là thành công rồi. Gì thành công? Thì đó, bây giờ tin nó bận như vậy không à. Ủa, tin là mấy đứa 16, 17 tuổi hả? Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, dễ thương hả? Bà hôm nay nhiêu tuổi? Gần 50. Bà U50 mà bà mặc đồ con nít mười mấy tuổi vậy hả? Ủa, ông lãng à, U50 có gì khác? 16, 17 tuổi có gì khác? Cũng từ đó lớn lên thôi. Tại sao mấy đứa nít bận đồ bà già được mà bà già không bận đồ tụi nó được? Nhưng mà ai xúi vậy? Ai tư vấn cho chị mua đồ gì vậy? Ai vậy? Con bé mèo con anh chứ ai. Cái gì? Trời, công nhận nhỏ có mắt thẩm mỹ nghe. Cho nó đi học fashion đi. Chị nói sao chứ, nó con nít chân nó có biết gì đâu mà tư vấn cho chị. 16, 17 tuổi không biết gì nó tư vấn cho bà. Thì thế. Tư vấn mà. Dễ thương không? Có nghĩa là nó tư vấn cho bà. Dạ. Bây giờ hai dì cháu bận đồ cặp không à? Hả? Gặp bà với bé mèo con của anh Bảy mặc đồ cặp. Xỉu. Hả? Gì vậy? À, anh. Tôi bỏ tay. Xỉu. Lãng. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.